Xin chào mọi người, chào mừng mọi người trở lại với kênh YouTube Khám Phá Hy Lạp. Mình đang ở một cái làng quê rất yên bình trên hòn đảo Mykonos. Hôm nay mình sẽ đi giới thiệu cho mọi người những món ăn mà mọi người nên thử khi có dịp đến hòn đảo này nha. Vì mình đã order rồi, thì khi nào có món mình sẽ giới thiệu cho mọi người biết mình đã order món gì và món gì nên thử ở trên đảo này nha. Mình chắc có khoảng 2 cái video về ẩm thực, về những món ăn trên đảo này. Mọi người nhớ đón xem nha. Sẵn song song với đó thì có một cái video giới thiệu về một cái villa 5 triệu đô trên đảo Mykonos, rất là đắc địa, rất là đẹp. Và có một cái video khác là giới thiệu về khu thị trấn, về những giới thiệu chung về đảo Mykonos. Mọi người cùng đón xem nha. Đây là đồ khoang trắng để ăn những cái món mình sắp order đây. Mình không biết uống hết không, tại vì đi xe máy không dám uống nhiều, nên tại vì ăn cái món này thì nên uống rượu vang trắng thì nó sẽ hay hơn. Ok, bây giờ mọi người cùng đợi với mình nha. Ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θέλω το. Το τομάι. Τομάι το. So good. Yes, sweet. Yeah, so sweet. Καλή ώρα. Ευχαριστώ. Đây là cái món salad. Salad thì nó có một cái cà chua này ha. Cà chua rất là ngọt, mình đã ăn nhiều lần rồi. Đây là dưa leo, theo liều. Đây là feta được làm từ sữa cừu hoặc sữa dê, được nghiền nát rồi. Thường thì feta nó sẽ là một miếng miếng hình chữ nhật á. Còn đây là bánh mì cứng. Ăn bao nhiêu thì mình thì không thích ăn cái này lắm, tại vì nó cứng. Ở đây có hành, ở đây là hành tây và một số loại rau mùi của Hy Lạp. Ok, mình sẽ dùng thử trước để cho mọi người ha. Mình sẽ ăn trực tiếp trong dĩa luôn, tại vì đâu ăn chung với ai đâu. Ở trong đây còn có ớt chuông nữa bạn. Ớt chuông thì mình ăn thì cũng rất tốt cho sức khỏe, mình cũng thích ăn được nhưng mà không thích cái mùi của nó thôi. Đây là trái ô liu. Hy Lạp nó rất nổi tiếng về ô liu nha mấy bạn. Đây là cà chua bi, không biết mọi người thấy không? Là cà chua bi. Không phải cà chua bi, cà chua cherry. Rất là ngọt. Bạn nào mà giảm cân á thì có thể ăn cái salad này nè, với lại chấm với bánh mì, tại trong đây có dầu ô liu nữa thì nó cũng rất tốt sức khỏe. Trong đây thì có hành tây nữa, bạn nào ăn được lấy ra, còn không được thôi, tại vì hành tây ở đây cũng rất là tươi, nó có cái vị ngọt ngọt rất là ngon. Nhưng mà lưu ý thì đừng ăn nhiều quá, tại vì ăn nhiều nó rát miệng, với là nó hôi lắm. Bạn nào xác định ở nhà nguyên ngày hay gì đó thì có thể ăn hết cái dĩa hành tây này. Khách của mình á, thường mình làm tour cho khách, mình không có dẫn khách đi ăn những cái nhà hàng mà dành cho khách du lịch đâu, mình chỉ thích dẫn khách những ăn quán nhà hàng của địa phương á. Tại vì theo mình nha, theo ý kiến cá nhân mình thì
những quán mà hành trình khách du lịch đó, là hương vị rồi cách chế biến người ta đã có một chút gì đó để cho du khách nhiều nơi có ăn được, nhiều nước có thể ăn được. Còn ở những quán ăn ở nhà hàng địa phương á thì hương vị đó là hương vị truyền thống của họ rồi, nên mình muốn khách của mình á đi đến đâu thì nên ăn thử những cái món của địa phương món đó thì nó sẽ có cảm nhận được nhiều hơn. Cái tiêu chí của mình á, ở thì phải chỗ ở thì gọn gàng sạch sẽ đẹp trở lên chứ không có ở sòi sò được. Cái thứ hai về ăn uống là phải ngon. Thứ hai là mang tính chất địa phương, chứ mà khách đi đi du lịch mà ăn những quán dành cho khách du lịch thì nó rất bình thường, ở đâu cũng có mì ý này nọ, thịt này nọ, thì thịt chế biến theo kiểu chung chung á thì nó cũng không có cái gì đặc sắc. Mình thì mình chỉ thích những cái món riêng biệt như vậy nè. Bữa giờ ở đây nửa tháng rồi, tại mình có việc ở đây phải nửa tháng, tóc dài chưa hết nữa. Ở đây chi phí cái gì cũng mắc các bạn, như ở mình đang sống ở chính trực ở Athens và Mykonos luôn, nhưng mà ở Athens thì chi phí nó sẽ rẻ hơn. Như cắt tóc đi, cắt tóc thì mình chi phí nó tầm khoảng chỗ thì 5 ơ, 15 ơ, 10 ơ, ở đây cắt cái đầu thôi 40 ơ, nên thôi mình đợi vài ngày nữa mình về về Athens mình cắt luôn. Ở ở đảo này, ở đảo Mykonos này chi phí nó sẽ đắt đỏ hơn rất nhiều so với những hòn đảo khác của Hy Lạp, tại vì đây là hòn đảo mà ăn chơi bậc nhất ở Hy Lạp và thuộc hàng top trên thế giới. Có rất nhiều ca sĩ, diễn viên, cầu thủ nổi tiếng đến đây để nghỉ dưỡng. Và mấy bạn biết, mấy bạn mà đi ăn những nhà hàng ở gần bãi biển hay gì đó, những nhà hàng nổi tiếng hay những hàng gì đó sang trọng xíu, có khi vài trăm ơ một người, vài ngàn một người là chuyện rất là bình thường ở đây. Mình thì muốn ăn những quán ăn ngon nhưng mà truyền thống, mà giá nó lại không có quá đắt đỏ so với mặt bằng chung dành cho khách du lịch. Cái feta này nè được làm bằng từ sữa cừu hoặc sữa dê nha các bạn. Đây là thường món salad nào cũng phải có cái feta này hết. Bên tay trái của mình là ngay cái công viên để cho con nít chơi ngoài đó. Có mấy trò chơi rồi xe này nọ. Xíu nữa mình ăn xong mình quay cho mọi người xem. Tại camera mình đặt nó hơi xa xíu. Ăn cái salad thì xong rất ngon luôn á, nhưng mà phải chừa bụng để ăn cái món chính. Tại mình kêu món này với một món nữa thôi, món chính nữa thôi. Đó là khẩu phần ăn của mình. Sướng. Ăn với salad. Xíu ăn cái món kia nữa. Uống miếng rượu vang vô. Sướng người. Mình là mình cực thích ăn những quán của địa phương á. Cái hương vị nó đã lắm vậy. Nó đúng chất, đậm chất hơn. Đúng là cái cà chua này ăn không ngán các bạn. Mình hỏi cái chỗ mua không? Hỏi cho mua rồi. Nãy mới hỏi xong.
mai mốt mình đi mua thử hay sao? Yes, okay, so Bolivia. Nè 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 nè. Dạ. Đây là cái món chính của mình. Món mực nướng. Đây để mình quay lại món mực nướng cho mọi người xem nha. Đây có một trái cà chua cherry nãy mình đang ăn. Cái này là dính của feta của cái salad. Chanh để ăn với đồ nướng. Vì chanh nặng lên đồ nướng sẽ có hương vị ngon hơn, nhất là cá mực với lại thịt. Một tí salad. Ok, với một tí dầu liu. Đây mọi người nhìn lại con mực của mình. Mình dùng muỗng nĩa thì không thích dùng muỗng nĩa lắm nên nhìn dùng nó quen nha, đừng có bắt bẻ mình tội nghiệp. Đây có muối tiêu. Mực này là mực nguyên con các bạn, ngon lắm, ăn là ghiền luôn. Người ta nướng như kiểu mực một nắng. Người ta thì thích ăn nặng chanh trực tiếp vô con mực. Mình thì mình thích ăn theo kiểu muối tiêu chanh ở Việt Nam á. Mình thích chấm vậy hơn. Đây là con mực của mình. Bây giờ em nó sẽ vô bụng mình. Con này mình không biết tầm bao nhiêu gram nữa. Mình dở trong cái vụ đó. Mình ăn có mình nên salad hay gì á, đồ ăn chích món chính món mực này nè, mình cũng ăn trong dĩa luôn nha. Ăn hải sản thì uống với rượu vang trắng nha mấy bạn. Nãy mình đi xe máy không dám uống nhiều. Nhiều chút xe cũng được tại vì cái ngôi làng này nè nằm ở nó nằm giống trên một cái núi á mấy bạn, mà cái khu này thì nó bằng bằng với nhau, mình phải đi lên từ chỗ nhà mình đi lên á thì nó hơi cao xíu, mà đi cặp vực nữa, cặp bờ vực á, đường thì đường lớn nhưng mà lúc mà đường về thì cái phía mình đi đó là cặp bên bờ vực nên không giấu nhiều. Ở đây người ta nướng thì kiểu giống như nướng mọ vậy mấy bạn, thêm mấy cái gia vị của cái mấy cái loại cây gia vị của Hy Lạp nữa nên làm con mực rất là thơm. Vuole calo. Sì. Spicy. Spicy. Yes. You want something spicy? Yeah, yeah. You have like one moment, maybe the carving a little sweet spice. Okay, thank you. Thank you.
chủ quán đây dễ thương lắm bạn, nhân viên đây cũng cũng nhiệt tình đó. Cái bà nãy ra đang hỏi mình đó là bà chủ quán. Hồi nãy đi dọc đường gặp bà cũng thấy, bà cũng nhận ra mình đó. Paso. Bà cho mình, bà hỏi mình có ăn cái gì. Sweet chili. À cái này chấm cũng ngon nha. Ôi mẹ ơi. Không còn gì để bàn. Bolivia. Đi du lịch Hy Lạp mấy bạn nên học học một số một số câu mà chào chào cảm ơn yes no này nọ, thì nó người Hy Lạp á, khi mà người Hy Lạp nghe bạn nói những câu đó thì người ta rất là vui. Đó là những cái cá nhân mình thôi, còn mấy bạn muốn học hay không thì tùy ha, muốn tìm hiểu hay không thì tùy, nhưng mà theo mình á, mình dẫn khách á thì mình hay hướng dẫn khách một số từ cơ bản. Khi mà vô quán ăn hay gì đó, khách của mình nói chuyện cảm ơn hay gì đó bằng tiếng Hy Lạp, người chủ quán rất là vui, rất là người ta đón tiếp rất là nhiệt tình, mặc dù bình thường rất là nhiệt tình rồi. Cái này nó giống như mực mộc nắng của Việt Nam, nhưng mà theo cách chế biến của người Hy Lạp, thêm dầu ăn, một tí rau mùi, cái hương vị rất là ngon các bạn. Các bạn nào mê mực mộc nắng thì đã ngon rồi đúng không? Cái này thì nó sẽ, theo mình nó sẽ ngon hơn rất nhiều. Mình theo ăn cái theo phong cách người miền Tây nên cái vị không biết phải diễn tả sao. Nói chung là những khách mà mình dẫn đi ăn á, thường thì mình những quán ăn đây mình đã chọn lựa chọn rất là kỹ nên khách cũng rất là hợp khẩu vị với khách. Công nhân viên á, mình thấy mình đi ngoài đường, lúc mình đi gần gần đây á, ổng nhớ mặt mình luôn, mặc dù đeo khẩu trang rồi đeo mắt kiến cũng nhớ mặt, và chủ quán đi ngoài đường thấy cũng nhớ mặt luôn. Con mực này ăn đáng đồng tiền bắt gạo các bạn ơi. Thịt nó vừa dày mà nó vừa tươi. Cắn một cái nó sành sạch, nó sướng, nó mềm gì đâu. Bạn nào mà có ý định mà đến đảo này á thì mà sợ nắng á,
chợ đen á, thì suy nghĩ lại nha, đảo này rất là mát mẻ, tại gió rất là nhiều, tại vì hòn đảo này gọi là hòn đảo có gió mà, nhưng mà nắng thì rất là nắng, gió thì mát nhưng mà nắng thì vẫn nắng, tại vì một tháng thì chỉ có một hai ngày là trời nó ui ui thôi, còn như là nắng hết. Công việc chính của mình là làm du lịch, làm tour cho người Việt Nam mình ở tất cả các nước trên thế giới đến Hy Lạp. Nếu bạn nào có nhu cầu đi du lịch Hy Lạp thì có thể liên hệ mình. Mình thì cung cấp tất cả các dịch vụ về du lịch tại Hy Lạp. Có cả cái dịch vụ chụp ảnh cưới, cho làm tour, cho đi hưởng tuần trăng mật, cho gia đình, nhóm bạn đi nghỉ dưỡng, nói chung là cái gì cũng có hết. Mấy bạn cứ liên hệ mình thì cái gì về du lịch cũng có hết. Cái mực này nè, ăn với cái tương ớt ngọt là đúng cái hương vị Việt Nam luôn. Giống như là mực một nắng mà chấm với tự nhiên quên mất tên mất tiêu cái sweet chili nè các bạn. Tương ớt chua ngọt á. Bây giờ 8 giờ. Ăn xong này uống xong cái này chắc về ngủ là vừa. Xỉn bà nó rồi. Ở đây toàn là dân địa phương mà các bạn, nên không có thấy khách du lịch đâu. Lúc nãy mình không biết mình có uống miếng rượu xíu rồi quên mất tiêu trên rồi. Không biết lúc nãy mình có nói chưa. Chi phí du lịch ở đây rất là đắt đỏ. Ví dụ như bạn nào đi Santorini rồi đi, cùng một chất lượng dịch vụ ở Santorini bạn trả 100 ơ, ở Mykonos thì bạn trả 150 hoặc 200 ơ là chuyện rất là bình thường. Em mực cuối cùng. Người thấy nó dày chưa, đã chưa? Bây giờ mình sẽ bỏ vào mồm. Và chất lượng dịch vụ nữa. Đừng bất ngờ khi phần ăn của bạn tới vài trăm ơ hay là 1-2 ngàn. Mình thì
chưa gặp trường hợp đó bao giờ, tại vì mình đã biết trước rồi, có kinh nghiệm nhiều rồi nên chỉ là các bạn thôi. Nhà hàng gần bãi biển mình nói là bãi biển, những bãi biển nổi tiếng chứ không phải là, chứ mình không có đánh đồng chung là những bãi biển cái này cạnh bãi biển là mắc hết nha, tùy tùy nơi tùy chỗ. Ở đây thường mình ăn xong người ta sẽ cho một cái phần đồ ngọt để tráng miệng, để coi hôm nay người ta cho gì, tại vì nhiều khi mỗi ngày mỗi khác và mỗi tuần mỗi khác. Thường là đồ ngọt á, đồ ngọt đó là đồ quán tự làm nên nó không có cố định, nó sẽ thay đổi. Lúc nãy cái ly rượu mình tới đây mình đủ chắc được 2/3, tại phần này nhỏ chắc cũng khoảng 2/3, không muốn nổi nữa, uống nhiều sợ chạy xe không được. Bây giờ ăn salad cho nó tỉnh tỉnh lại xíu. Người Hy Lạp là thích ăn bánh mì nè các bạn, salad rồi bánh mì giòn nè. Nhưng mà mình thì mình không thích, tại vì nó quá cứng. Ok, mình xin ngừng video một xíu. Chứ ngồi không có ăn cái gì, không có review được cho mọi người thì nó mất thời gian. Đợi khi nào tính tiền thì mình sẽ cho mọi người xem cái bill này bao nhiêu tiền nha. Caso. Para calo. À, người ta bưng cho mình một cái một phần tráng miệng đồ ngọt. Và gồm để mình quay trực tiếp cho mọi người xem. Đây là dâu Hy Lạp. Dâu Hy Lạp thì rất nổi tiếng, rất là ngon, rất là bổ dưỡng nha. Còn đây là cà rốt. Đây là thường những món đồ ngọt là của nhà hàng tự làm nha các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ dùng thử để cho người biết cái vị nó ra sao nha. Rất là ngon, là ngọt. Cà rốt người ta làm các bạn, khi mà bỏ vô miệng á nó tan luôn. Vừa ăn vừa coi, đang coi trận Việt Nam với Indonesia ngày 7 tháng 6, đang là phút thứ 33. Dâu Hy Lạp rất là tốt, rất là nổi tiếng nha bạn, rất là tốt sức khỏe. Thank you.
Các bạn ăn như mình đó là đầy đủ chất dinh dưỡng rồi đó. Có mực nè, có dầu liu, có salad nè, có dầu liu, có cà chua, dưa leo, các thứ. Có thêm món tráng miệng rất là ngon nữa. Ok, mình sẽ đợi để người ta tính tiền, mình sẽ cho các bạn biết cái bữa ăn của mình hôm nay là bao nhiêu nha. Và trước tiên các bạn thử đoán xem là bao nhiêu. Mình thì mình có trong đầu rồi, tại mình biết giá nên đợi mấy bạn, đợi người ta có cái bill ra thì mình sẽ show cho các bạn xem. Casa. Tổng tiền mình là 33 đồng 50 sen, nhưng mà mình được giảm 10%, còn khoảng 30 đồng. Ok, đây đó là cái bữa ăn mà mấy bạn phải trả ở Mykonos đối với những cái quán ăn của địa phương nha. Còn những quán ăn mà của dành cho khách du lịch á thì mình nghĩ mấy bạn phải trả từ 45 tới 50 cho những cái món mình đã ăn. Ok, mình xin kết thúc video tại đây. Nếu mà người thấy video hay thì nhớ like, share video và nhấn nút đăng ký kênh giúp mình nha. Cảm ơn và chào tạm biệt mọi người. Hẹn mọi người ở những video tiếp theo.